Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2024. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới liên tục tăng cao trong những phiên gần đây, bất chấp thị trường giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sớm giảm lãi suất sau khi số liệu kinh tế của Mỹ khả quan hơn dự báo. Ở trong nước, giá vàng điều chỉnh tăng cực sốc, nhất là giá vàng nhẫn bố số 9, với giá vàng miếng duy trì ở dưới mốc 82 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng nhẫn bố số 9 tăng mạnh vượt mốc 74 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 12 triệu đồng một lượng so với giá vàng miếng và 3 triệu 300 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Hiện giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 79 cho đến 80 triệu 100 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức từ 81 triệu 100 cho đến 82 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 72 triệu 930 nghìn đồng một lượng và 74 triệu 330 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 79 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 81 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 79 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 81 triệu 920 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 2 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 79 triệu đồng một lượng và 82 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 79 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán 82 triệu đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 3 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá ở chiều mua 79 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 81 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 79 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 81 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 2 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 79 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 81 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 79 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 81 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 80 triệu 100 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 81 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 79 triệu 800 nghìn đồng một lượng, chiều bán 81 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9, vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua, hiện đang niêm yết mức giá từ 28 triệu 448 nghìn đồng một lượng đến 71 triệu 850 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 30 triệu 448 nghìn đồng một lượng đến 73 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn,
Thị trường vàng thế giới đã có một tuần thành công khi giá vàng tăng một cách vững chắc. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 chạm mốc cao nhất mọi thời đại mới 2.350 đô la Mỹ. Vàng giao ngay đã tăng hơn 1,7% trong phiên ngày hôm thứ Sáu. Như vậy, kim loại quý này đã tăng hơn 4% chỉ trong một tuần. Trong tuần qua, giá vàng thế giới tăng ổn định và liên tiếp chinh phục các mức cao mới. Dù báo cáo việc làm được công bố ngày 5 tháng 4 theo giờ của Mỹ tốt hơn kỳ vọng, nhưng điều đó không cản trở được đà phục hồi của kim loại quý này. Những lo ngại liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông đã cung cấp động lực mạnh mẽ đẩy vàng lên các mức cao kỷ lục mới. Kết thúc tuần, giá kim loại quý màu vàng thế giới đã tăng hơn 4% so với mức chốt ở tuần trước đó. Các nhà kinh tế mô tả dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mới nhất là một báo cáo bom tấn, hỗ trợ lợi suất trái phiếu và đồng đô la Mỹ. Lợi suất trái phiếu đã tăng khi thị trường tiếp tục thay đổi kỳ vọng về thời điểm bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Thông thường, việc thay đổi kỳ vọng xoay trục chính sách tiền tệ sẽ gây áp lực mạnh cho kim loại quý. Tuy nhiên, chiến lược gia hàng hóa ông Ole Hansen của ngân hàng Xa Xôi Đan Mạch cho rằng nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông nóng lên đang hỗ trợ cho kim loại quý này và làm lu mờ lo ngại về lãi suất. Những diễn biến gần đây của vàng đã thúc đẩy sự lạc quan trên thị trường. Kết quả cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kikuniu cho thấy phần lớn các chuyên gia trên phố Wall và các nhà đầu tư bán lẻ trên thị trường đều tin rằng vàng sẽ còn bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong tuần này khi lo ngại về một đợt bán tháo sau các mức tăng gần đây đã bị lấn át bởi những lo ngại lớn hơn về bất ổn địa chính trị. Chủ tịch ông Adrian Day của Adrian Day Asset Management đánh giá nhu cầu hiện nay vượt ra ngoài hoạt động mua bán trong nước và các nhà đầu tư từ châu Á. Chủ tịch ông Adrian Day nói rằng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu này sẽ chậm lại. Một số ý kiến cho rằng các dữ liệu tiêu dùng của Mỹ được công bố trong tuần này sẽ có ít tác động đến giá vàng, mà hướng đi của kim loại quý này sẽ chịu tác động nhiều hơn bởi diễn biến của các cuộc xung đột, yếu tố đã và đang cung cấp lực đẩy cho kim loại quý trong thời gian vừa qua. Ngoài các dữ liệu kinh tế của Mỹ, thị trường sẽ đón chờ quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada và Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Trong khi đó, Giám đốc Chiến lược Thị trường ông Colin Szynski của CA Management là một trong số ít tỏ ra thận trọng với vàng trong tuần này. Ông cho rằng ông sẽ ở chế độ chờ xem. Ông giải thích, mặc dù vàng đang được hỗ trợ bởi những cơn gió thuận, nhưng sức mạnh của đồng đô la cộng với lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ sẽ là rào cản kìm hãm đà tăng của kim loại quý này. Hiện, nhiều chuyên gia đang dự báo khá lạc quan về giá vàng trong tuần này. Có 12 chuyên gia trên phố Wall đã tham gia khảo sát vàng hàng tuần của Kikuniu và tâm lý lạc quan đã chiếm lĩnh hoàn toàn. Có 9 chuyên gia, tương đương với 75% dự báo giá vàng sẽ tăng. Chỉ có một nhà phân tích với tỷ lệ 8% dự đoán giá vàng sẽ giảm. Hai chuyên gia còn lại, tương đương với 17% có ý kiến trung lập. Trong khi đó, có 240 phiếu bầu đã được bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên thị trường. Trong số này, có 159 người, tương đương với 65% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng. 41 người khác, tương ứng với 17% dự đoán giá vàng sẽ giảm. Trong khi 40 người còn lại, tương đương với 17% cho biết giá vàng sẽ đi ngang. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.